Hàng chục năm nay, ở vùng biển Tây Nam Tổ quốc này, người dân nơi đây có cuộc sống lao động khẩn trương, sung túc và thanh bình. Nhưng mấy ai biết được rằng, nơi đây đã từng là chiến trường chính của cuộc chiến đấu thầm lặng, đầy cam go quyết liệt. Biển vẫn còn đó, những con sóng, bãi đá và rừng cây vẫn in đậm dấu tích về cuộc đấu mưu đọ trí của lực lượng an ninh Việt Nam diễn ra hơn 10 năm trước, đánh bại những âm mưu thâm độc của kẻ thù. Chiến công đó là một dấu son chói sáng trong hành trình lịch sử anh hùng của công an Việt Nam. Cuộc đấu trí 10 năm ấy đã làm cho các thế lực thù địch đi từ thất bại này đến thất bại khác. Nhớ về một thời đầy bi tráng và thách thức sau ngày miền Nam được giải phóng. Thời ấy, đời sống nhân dân ta vô cùng khó khăn, thiếu việc làm không đủ ăn, lưu thông phân phối ách tắc, sản xuất đình đốn. Đất nước vừa bước ra từ trong chiến tranh với muôn vàn gian khó, công việc quản lý xã hội đặt ra hàng loạt vấn đề cấp bách cần giải quyết, phải tìm một lối thoát. Và mỗi người dân cũng loay hoay mọi cách để cứu mình, cứu nhà. Một bộ phận trong các cộng đồng cư dân vượt biên, vượt biển, trốn khỏi tổ quốc với hy vọng tìm được sự sung sướng nơi xứ người. Không ít thuyền nhân phải trả giá bằng tính mạng trên biển khơi trong cuộc hành trình trốn chạy. Viễn cảnh của họ cuối cùng chỉ là những trại tị nạn với cuộc sống hoặc được bố thí, hoặc trở thành những quân cờ trong tay kẻ xấu. Những kẻ làm tay sai cho đội quân xâm lược đã tháo chạy ra nước ngoài, đang lưu tán từ khắp các châu lục, liền móc nối tụ tập thành liên minh phản cách mạng với hàng trăm tổ chức phản động lưu vong, ảo tưởng thời cơ đã đến, chúng tranh thủ sự giúp đỡ của bọn phản động quốc tế, xâm nhập trở về hoạt động vũ trang, lật đổ chính quyền cách mạng. Khi ấy ở miền Nam, còn tới hơn 1 triệu ngụy quân ngụy quyền tan rã tại chỗ sau cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975. Vốn đã mặc cảm với cách mạng, cuộc sống mới lại khổ cực, một số trong những người này xuất hiện chiều hướng bất an về tư tưởng. Không ít tên đã co cụm thành những ổ nhóm vũ trang, thành hàng trăm tổ chức phản động, manh động chống chính quyền. Những cuộc đấu tranh kiên quyết và bền bỉ đã diễn ra, tuy ngăn chặn được âm mưu bạo loạn, nhưng nguy cơ vẫn thường trực, vẫn tiềm ẩn. Những toán phản động lưu vong xâm nhập về nước đã bị an ninh ta đánh bại, trong đó có Võ Đại Tôn chỉ huy chí nguyện đoàn phục quốc hải ngoại. Tiếp theo bi kịch của Võ Đại Tôn, tổ chức phản động lưu vong mang danh Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, cùng với Mặt trận Quốc gia giải phóng Việt Nam do Hoàng Cơ Minh cầm đầu. Chúng nhanh chóng trở thành những tên lính xung kích của bọn phản động quốc tế, với chiến lược trong nổi dậy, ngoài đánh vào, với kế hoạch bạo loạn cướp chính quyền. Cuối tháng 12 năm 1980, chúng xâm nhập chuyến đầu tiên bằng đường bộ vào địa bàn tỉnh An Giang, gồm 15 tên. Khi chúng vừa tiếp xúc với bọn phản động trong nội địa, đã bị lực lượng vũ trang ta phong tỏa và truy lùng. Ngày 18 tháng 1 năm 1981, điệp viên Trần Minh Hiếu bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ đẻ ở An Giang. 14 tên còn lại lần lượt bị sa lưới. Đây là toán đầu tiên của tổ chức phản động lưu vong, Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam. Tổ chức này đó, do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Mà hai tay này, Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh, đều là sĩ quan không quân của quân đội Sài Gòn. Nó đúng ra nó là quân đội của Liên Hiệp Pháp. Mà rồi sau này đó, thì nó cũng không theo quân đội Sài Gòn,
bà nó đi theo một cái con đường khác, trở thành là những cái tên là phản động ở nước ngoài. Đấy. Sau lưng Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh thì chúng nó cũng dựa vào đế quốc Mỹ, dựa vào vòng phản động quốc tế. Cũng vào thời điểm này, tổ chức phản cách mạng Lưu Vong ra đời ở bang California, nước Mỹ, ẩn dưới cái danh Mặt trận Thống nhất Quốc gia Giải phóng Việt Nam. Cái gọi là mặt trận ấy do Hoàng Cơ Minh làm chủ tịch, có cương lĩnh, có dấu mộc, có hiến chương, vẫn một sắc cờ ba que và có cả Đảng Việt Tân làm hạt nhân lãnh đạo. Hoàng Cơ Minh quê gốc làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, ngoại thành Hà Nội. Hơn 20 năm trong quân đội Ngụy Sài Gòn, Minh đều mang sắc lính hải quân. Năm 1974, được phong phó đô đốc hải quân vùng 2 Duyên Hải, được thưởng gần 20 huân chương đủ loại. Trước khi giải phóng 4 ngày, Minh chạy sang Mỹ, tập hợp được một số tên phản cách mạng người Việt lưu vong, trong đó có Đặng Quốc Hiển, nguyên là thiếu tá Dù, Dương Văn Tư, trung tá bộ binh, Nguyễn Kim, thiếu tá không quân, Nguyễn Huy, đại úy phòng 7 Bộ Tổng tham mưu Ngụy và một số tên khác nữa. Minh móc nối với các cơ quan tình báo, các thế lực thù địch với Việt Nam, các nhà tài phiệt để nhận chỉ đạo và tài trợ. Từ đây, chúng hoạch định kế hoạch xâm nhập vào bạo loạn, sản xuất các chương trình nghe nhìn để khuếch trương thanh thế của tổ chức và xuyên tạc tình hình đất nước ta, để kích động số phản động trong nước nổi dậy cùng phối hợp. Cũng như Túy và Hạnh, Hoàng Cơ Minh nhờ một nước trong khu vực giúp đỡ cho xây dựng căn cứ Bản Đảo. Tại đây chúng xây dựng 4 mật cứ có diện tích 100 km² để huấn luyện biệt kích và thực hiện các cuộc hành quân gọi là Đông Tiến. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng an ninh dự báo chính xác âm mưu của kẻ địch, kể cả hướng xâm nhập của chúng. Ngày 12 tháng 5 năm 1981, Bộ trưởng Phạm Hùng triệu tập lãnh đạo công an các tỉnh phía Nam bàn về phòng chống gián điệp biệt kích. Bộ trưởng lệnh cho các tỉnh Duyên Hải triển khai ngay thế trận đón địch. Hội nghị vừa kết thúc, qua quản lý thông tin liên lạc, ta nắm được Lê Quốc Túy cho một tàu biển đang bí mật xâm nhập vào địa bàn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Phương án truy bắt biệt kích được triển khai đồng bộ tại các cửa sông, cửa biển huyện Trần Văn Thời. Khi bọn biệt kích vừa vào tới đất liền, nhóm đang chôn giấu vũ khí, nhóm đang tìm nơi lẩn trốn đều bị bắt gọn với đầy đủ phương tiện hoạt động. Ngay trong ngày, tại trại giam Cây Hừa, tỉnh Minh Hải, ngay thuộc tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo Bộ Công an triệu tập những cán bộ dày dạn kinh nghiệm nhất của bộ và địa phương vào ban chỉ đạo kế hoạch Câu Nhử, nhằm dụ hết số biệt kích ở nước ngoài về nước để bắt, đồng thời tác động làm cho bọn phản động ở trong nước phải lộ nguyên hình. Đồng chí Cao Đăng Chiêm mới nói với tôi rất gọn, mà đồng chí thì cái tính cũng không nói dài. Đồng chí nói là tôi cử anh đi xuống dưới căn cứ vào tình hình thực tế và rút kinh nghiệm qua cái vụ mà mình lên tiếng chậm, cho nên là không làm được cái trò chơi ở cái vụ mà xâm nhập đường bộ, thì tương kế tự kế dùng được đến đích. Đồng chí xuống dưới cùng với công an ra giải quyết.